Ô thiết kế này rất là bé luôn, được chưa? Bây giờ mình sẽ đăng xuất vào cái tài khoản mới đấy, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu không đúng đấy. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Cho ý xin hỏi bao nhiêu anh chị em đã có tài khoản Canva, Canva Pro rồi thì comment số 1, chưa có thì comment số 2. Được không ạ? Có tài khoản Canva rồi thì comment số 1, chưa có thì comment số 2. Được nhá. Anh chị em phải dùng bằng tài khoản Canva Pro hoặc là Edu thì mới gì ạ? Mới làm được nhá. Rồi. Thì ở đây mình sẽ nhấn vào phần tìm kiếm này. Mình tìm kiếm về là gì ạ? Video TikTok, được chưa? Đấy. Mình chọn là video TikTok này. Nha. Sau đó mình chọn một cái video phù hợp với cái tâm trạng đấy, của mình đấy, ví dụ như là quán rượu ngoài trời đi đấy, hoặc là đấy là đi Night Sunset đấy, cái đoạn nào mà nó sẽ có một cái đoạn là chữ chạy đây, ví dụ như này đấy, có vẻ là cô đơn buồn buồn này, được chưa? Đấy. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy. Đây, cái kiểu như là triết lý này này. Đấy, dùng cái này nhé. Nó kiểu kiểu triết lý như vậy. Nó sẽ có đoạn chữ chạy như vậy. Thì mình không cần phải chỉnh gì cả. Đây này, được chưa? Đó. Sau đó là gì ạ? À, đây là... Đấy nhá. Đây là video chứ nhỉ? À đúng rồi. Đây là chữ. À đây, đây là chữ video này, đúng không? Rồi. 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 Đó. Ok nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn vào tạo hàng loạt này. Cái này nó là chuyển động chứ không phải video. Video. Rồi, mình nhấn vào tạo hàng loạt này. Đấy, nhập lên tải tệp dữ liệu này. Đấy chưa? Đấy, xong rồi mình nhập vào cái dữ liệu này, 10 câu nói hay, à không phải 10 câu nói hay của vĩ nhân không đúng, 10 câu nói hay về cảm xúc buồn thất tình này, đấy, được chưa? Nhập vào đây nhé. Sau đó mình nhấn vào cái chữ này này, được chưa? Mình nhấn chuột phải, đúng không ạ? Mình nhấn vào kết nối dữ liệu này, đấy, xong nhấn vào cái chữ này, được chưa? Rồi, ok, nó hơi to, mình cho bé lại, đấy, được chưa? Rồi, xong mình nhấn tiếp tục. Mình chọn cả 5 cái này. Mình nhấn là tạo trang. Đấy, như vậy là gì ạ? Là chúng ta đã có rất nhiều, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt, được chưa ạ? Đấy. Nhưng mà cái này hình như nó là ảnh động, nó chưa phải là ấy nhá. Nó chưa phải là video. Nó có 1 phút. À, 1 phút 11 giây à? À đúng rồi. Thằng này ấy, là gì ạ? Nó cứ quay đi quay lại, nó ghép ghép các ảnh vào nhau, nó quay đi quay lại.
Được chưa? Đó. Ở đây mình xem là đây là video này. Tùy chỉnh mẫu này. TikTok, tin TikTok đúng không? Ok. Thiết kế. Đấy, video. Đấy, kiểu video như này rất hay và rất là ngắn, dễ làm. Đó. Đấy nha, thì chúng ta quay lại cái video này nhé. Thì nó có một cái điều như này này, khi mà chúng ta xong rồi nhé, chỗ này là xong rồi anh em nhé, chỗ này là xong rồi này, thì mỗi video của ra là ngắn như này, mỗi video nó sẽ ngắn như này thôi này. Đấy, thì khi mà chúng ta download xuống ấy, thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ phải download từng cái một, nếu không thì nó sẽ ghép tất cả này vào thành một video. Được chưa? Cái này mình chuyển cái thêm trang. Thêm trang tiêu đề. Thông tin chi tiết. Đó. Thì lúc mà mình lưu xuống ấy, nó có một cái điểm hơi dở mà mình chưa tìm ra. Đấy là gì ạ? Khi mà tải xuống ấy, nếu mà mình tải tất cả các trang này thì nó sẽ ghép vào thành một. Ví dụ như này bây giờ nhé, mình tải trang 1 với trang 2 đi, nhấn xong này, nó là video MP4 nhé, video MP4 nhé. Chất lượng thì nếu như mình tải lên TikTok ấy, mình chỉ cần 720 là đủ nhé, bởi vì đa số xem trên điện thoại thì 720 là nét rồi, không cần phải 102 đấy nhé. Mình tải xuống cho nó nhẹ, cho nó dễ, được chưa? Đấy, như vậy là mình đã có thể tải xuống được cái video này rất là nhanh, rất là dễ luôn. Được chưa? Mình đây là hướng dẫn một cách đơn giản nhất. Anh chị em có thể có rất nhiều những cái mẫu khác nhau để mình lựa chọn, để mình chỉnh sửa từng ly tí một. Ok không ạ? Đấy, ví dụ như là ở bên này chẳng hạn. Ở bên này thì Huy cũng đã tạo một cái dự án khác thì nó kỳ công hơn. Đã chỉnh sửa từng cái video một. Đây, ví dụ như cái này. Đấy, thì nó kỳ công hơn. Edit. Đây. Okay. Đây. Rồi. Anh chị em có thể xem cái đoạn này. Đấy nhá. Nhạc đúng không? Nhạc. Anh chị em muốn thêm nhạc nhé. Anh muốn thêm nhạc nhé. Anh chị em nhấn vào đây này. Nhấn vào audio này. Được chưa? Đấy, sau đó mình chọn một cái âm nhạc nào đó mà mình muốn. Đấy. Đấy. Cái này thì nói về tình yêu nhé. Nhấn vào đây. Ở đâu có quá nhiều những lời nói yêu đương thì ở đó không hề có tình yêu chân chính. Đó. Trước thước đo giá trị của người phụ nữ chính là người đàn ông mà cô ta yêu. Hay không? Đấy. Nhạc rất hay đúng không ạ? Nhạc của nó này rất hay. Đấy. Hạnh phúc ở trong gia đình bạn nếu có tìm nó ở nơi địa đàng của kẻ xa lạ. Rồi. À, đây là một cái mà Huy làm mẫu cái khác. Còn bây giờ mình quay trở lại cái bản này đang làm từ đầu. Cái kia là Huy làm xong rồi, cái này làm từ đầu cho anh chị em. Thì đây nhá, cái video nó đã tải xuống đây này. Đấy, cái video này thì chưa có nhạc. Được chưa ạ? Cái thứ hai nữa là gì ạ? Nó sẽ ghép hai cái video vào làm một. Được chưa ạ? Đấy, nó ghép hai cái video vào làm một. Như vậy là việc của mình ấy, đầu tiên đó là mình phải tách cái video này ra. Được chưa? Đấy. Cái thứ hai nữa mình phải thêm nhạc vào. Ok không ạ? Bây giờ Huy sẽ thêm nhạc cho cái bên này nhé. Nhấn vào phần ứng dụng này. Thêm âm thanh. Nếu mà Huy đã thêm âm thanh rồi nhá thì nó nhảy ra đây. Còn nếu mà chưa có, anh chị em vào phần ứng dụng anh chị em tìm nhá. Đấy, vào phần âm thanh này. Đó, thì chỗ này là của mình là nhạc buồn đúng không? Đấy, thì ở đây nó toàn nhạc vui vẻ sôi động này,
tình yêu này, kịch tính này, chúc mừng này, romantic này, quảng cáo này, buồn đây này, nhấn vào nhạc buồn, đúng chưa? Đấy, nhạc tâm trạng chưa? Rồi, cho vào. Rồi, bây giờ nha, mình tải xuống này. Anh chị em lưu ý này, khi mà tải xuống ấy, mình tải từng trang một nhé. Tải trang 1 này, được chưa? Lưu cài đặt xuống này. Tải trang 1, xong tải trang 2, tải trang 3. Thì lúc đấy nó sẽ ra từng cái video riêng lẻ cho mình, không chung với nhau, có nhạc, được chưa? Tốc độ tải rất nhanh, bởi vì video nó ngắn. Và mình đặt cái chế độ là 720, cho nên tải rất nhanh. Và dung lượng rất là nhẹ, ok không ạ? Và đây là Huy chưa có thay cái nền video nhé. Còn nếu anh chị em muốn thay nền video, Huy sẽ hướng dẫn anh chị em thay nền video nữa, được chưa? Nó còn nhiều cái mẹo hay nữa cơ. Không thấy màn hình mới à? Đang xem màn hình mà. Đây là xe. À. Cái lúc nãy nó không không hiện ra đúng không? Ok, không sao. Cái này thì có, nhưng cái lúc nãy cái nhảy sang cái kia thì không có. Ok. À. Đây xe cái này thì sẽ thấy. Ok, đây nhá. Cái video này nhá. Cái video này mới tải về này. Thì cái video này nó là một mình nó thôi, không chung với thằng nào hết, được không? Có nhạc, được chưa? Bây giờ mình lại gì ạ? Mình lại tải xuống cái video khác. Đấy, bây giờ mình tải xuống video số 2, bỏ video số 1 đi, tải xuống video số 2 thì làm sao ạ? Nó lại ra một video ngắn khác, có nhạc, được chưa? Còn lúc đấy á, nó Huy chia sẻ cho anh chị em cái bên này này, được chưa? Cái bên này là cái 47 cái video Huy đã làm sẵn rồi nhé. 47 video Huy làm sẵn rồi thì Huy không lấy cái ví dụ này nữa, bởi vì lấy ví dụ này này thì anh chị em không hiểu về cái kia, Huy làm từ đầu luôn. Được chưa? Đây, anh nhấn vào đây. Đấy, được chưa? Đó, thì cái đoạn này lúc nãy là cái mà Huy chia sẻ anh chị em. Cái bộ video này ấy, thì Huy nói về chủ đề là về gì ạ? Về tình yêu. Được ạ? Đó, sẽ có những cái chủ đề nói về tình yêu, có chủ đề nói về nỗi buồn. Nó kênh mình nó đa dạng hơn. Đó. Đấy. Và có một cái mẹo đấy là các Huy tìm rất nhiều cái hướng dẫn rồi, không làm thế nào mà download một phát về hết. Nếu anh chị em download về một phát ấy, thì anh chị lại phải tìm một cái công cụ để anh chị em tách nó ra, mà như thế thì quá tội luôn. Mà download một phát về nó nốt lâu kinh khủng luôn. Thì thay vì thế là sao ạ? Mình cứ làm từng cái một, mình cứ làm từng cái một. Đây là cái số 2 nhá. Đấy, đây là cái số 2 nhá. Ở đây vừa có nhạc hay này, lại vừa có triết lý này, vừa có học tiếng Anh này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Lại đúng cái chủ đề, đúng cái tâm trạng này. Thế nên mọi người like, mọi người share, mọi người đăng ký nhiệt tình luôn. Đấy ạ, sau đó thì mình đăng lên trên các mạng xã hội TikTok này, Facebook này, Instagram này. Đấy ạ. Anh chị em có muốn Huy hướng dẫn cách mà đăng trực tiếp từ Canva lên Facebook, lên YouTube, lên cả TikTok. Đúng không ạ? Anh em muốn không ạ? Chia sẻ luôn nhé. Đây, nhấn vào chia sẻ này. Nhìn thấy phần chia sẻ không? Đây, share on social này, nhấn vào đây này. Mình muốn đăng lên đâu? Ví dụ như là Huy muốn đăng lên Facebook page đi, được chưa? Đấy. Đó. Thì Huy đã kết nối cái tài khoản của mình vào đây rồi. Nếu mà chưa kết nối thì mình chọn một cái trang Facebook này. Được chưa? Đấy, mình chọn cái trang này, mình nhấn chọn cái trang này này. Được chưa? Đấy, mình nhấn chọn trang này này. Sau đó là mình chọn này. Nếu mà đăng hết tất cả thì nó sẽ ghép tất cả cái video này thành một video và nó đăng lên. Nhưng mà Huy chỉ đăng một cái thôi. Đấy, ví dụ Huy đăng cái trang số 4 chẳng hạn, được chưa? Đăng này, mình viết cái gì đó. Đấy. Danh ngôn tình yêu số 4. Đấy. Sau đó mình có thể đăng ngay hoặc có thể đặt lịch, được không ạ? Mình đặt lịch là ngày 23, bây giờ là 12:47, mình đặt lên là 12:49, 2 phút nữa nó sẽ đăng. Schedule, nhấn schedule. Thì 2 phút nữa nó sẽ đăng lên trang cái trang cá nhân, cái fanpage của Huy. Đấy. 2 phút nữa nó sẽ tự động nó đăng tự động từ Canva, tức là mình không cần phải download về máy tính nữa anh chị em.
không cần phải download máy tính để sau đó lại đăng lên, đúng không? Tức là nó lại mất một công tải về, xong một công gì ạ, tải lên. Thì ở đây là gì ạ, mất có một công rồi mà nó lại gì ạ, nó cho mình gì ạ, cho mình đặt lịch. Anh chị em thấy hay không? Đăng lên TikTok được không? Được. Đăng lên Instagram được không? Được. Đăng lên YouTube Short được không? Được. Từ Canva này đăng trực tiếp lên YouTube Short luôn. Anh em thấy hay không? Lập lịch cho nó tự động nó đăng luôn. Rồi. Không thấy ai khen câu nào. Không thấy nó hay à? Đấy, coi như một công nó gọi là render video này, download video này, sau upload video này. Đấy, mất rất nhiều công thì từ Canva này mình làm được hết tất cả mọi thứ. Đấy. Bây giờ anh chị em nào mà chưa có tài khoản Canva mà muốn mua tài khoản Canva Pro hay là cả Edu ấy, Pro với Edu thì là như nhau nhá. Nó chỉ khác là Pro thì nó bán, còn Edu thì nó tặng cho một số trường học. Thế thì Huy có một cái tài khoản Edu dạng vô cùng đặc biệt mà bây giờ không đăng ký được nữa. Tài khoản Edu này ấy, là nhận được đăng ký là được dùng trong vòng 12 năm. Nhưng bây giờ ấy, là Huy dùng được 2 năm rồi. Đấy, và bây giờ thì còn lại khoảng độ 10 cái tài khoản nó gọi là tài khoản giáo viên. Đấy. Anh chị em này, đây là gì ạ? Do design is schedule, tức là gì ạ? Đã lên kế hoạch rồi. Được chưa ạ? Và 12:49. Giờ 12:49 rồi, chắc nó đang đăng rồi đấy. Rồi, mình nhấn vào content planner này. Anh chị em nhìn thấy là gì ạ? Ở đây nó còn gì ạ? À, kế hoạch làm content. Đấy. Đây này. Kế hoạch làm content này. Là gì ạ? Ngày hôm nay nó đăng 1 bài này, ngày mai đăng 2 bài này. Ví dụ cái bài này hôm nay đăng bài rồi, mình không muốn đăng bài hôm nay thì sao ạ? Kéo mẹ sang đăng bài ngày 25. Tức là mình lên lịch ấy anh chị em, mình lên lịch ngày 25 mình không thích gì ạ? Mình lên ngày 27. Nó tự động đăng vào ngày 27 vào đúng cái giờ đấy. Được chưa ạ? Ô, mình đăng vào đây 12:49 đó, được chưa? Đấy, thằng này nó đang lúc 5-8 giờ sáng rồi. Đấy, còn cái này là đang lúc đấy. Như vậy là gì ạ? Là mình có thể lên lịch cho các cái bài đăng của mình ở trên các cái mạng xã hội khác nhau. Ở đây là Facebook này, được chưa? Ví dụ như là mình muốn đăng lên cái khác, ví dụ mình muốn đăng lên cái khác, mình đăng lên Instagram đi. Đấy, một cái là immediate Repost, tức là đăng ngay lập tức. Cái thứ hai schedule đi. Đấy. Thì hai cái này thì mình phải kết nối. Mình phải kết nối. Form desktop là phải có phần mềm. Convert to Instagram business link Instagram account to Facebook page. Đấy. Như vậy là gì ạ? Mình phải link cái Instagram to Facebook thì mới đăng được nhé. Và nó phải là Instagram business nhé. Đây, có những cái trang Instagram của Huy đây. Đấy, mình chọn một cái đi. Đấy, tiếp này. Đấy, trang này, tiếp này. Xong này. Đó. Ok này. Đấy, như vậy nó đã link với một cái trang Instagram của Huy. Được chưa? Đấy, connect new account. À không, không cần connect nữa. Cho cái mày không khởi được. À, cái này là cái Instagram Business, tức là mình phải mua cái tài khoản Instagram Business. Còn tài khoản Instagram bình thường thì không đăng được nhé. Rồi, mình đăng lên Facebook Story này, hay là Facebook Group này, LinkedIn này, Pinterest này, Twitter này. Đấy, được chưa? Đấy, hoặc là TikTok này. TikTok thì nó gì ạ? Nó yêu cầu mình mở cái điện thoại của mình lên. Đấy, yêu cầu mở cái điện thoại của mình lên. Sau đó là gì ạ? Dùng TikTok và quét cái QR code này. Đấy, dùng cái QR code ở bên dưới mã QR code của tôi á, xong quét cái QR code này. Được chưa? Thì sau đó thì nó sẽ cho mình ra được cái TikTok này. Đấy. Đầu tiên nó mở Canva đã. Nó mở Canva trên điện thoại của mình nhá. Nó mở Canva trên điện thoại của mình. Đó. Xong đang chuẩn bị thiết kế luôn này. Nó chuẩn bị sẵn thiết kế luôn này. Nó mở Canva ra nhá. Xong Canva trên điện thoại bắt đầu là gì ạ? Mở thiết kế. Đấy. Được chưa? Đấy, xong rồi chọn trang này. Chọn trang mà mình muốn đăng này. Ví dụ mình muốn đăng trang số 13 đi. Đấy, xong rồi mình nhấn đi ạ, nhấn tiếp này. Nhấn tiếp tục này. Đấy, là bắt đầu nó xuất video luôn, nó lên trực tiếp lên TikTok của mình luôn này. Đấy, rất tiện luôn. Anh em thấy không? Ừ.
tức là mình thiết kế trên máy tính rồi hoặc thiết kế trên điện thoại cũng được. Sau mình xuất ra TikTok thì lập tức nó, nếu như mà mình xuất trên điện thoại ấy, thì nó rất là nhanh, không cần scan nữa. Đấy, đây là cái màn hình mà chuẩn bị đăng bài ở trên TikTok. Việc của mình là nhấn tiếp này. Nhấn tiếp này. Được chưa? Đấy, đến chỗ này là gì ạ? Ghi cái chữ này với cả nhấn tiếp là xong, mình nhấn tiếp một phát là đăng lên TikTok luôn. Đấy, đấy chưa? Như vậy là đã đăng lên TikTok thành công này. Đã đăng lên TikTok thành công anh chị em nhé. Nhanh không? Đó. Và nếu mà mình vào Canva ở trong điện thoại thì mình không cần phải scan me này nữa. Tức là mình chuẩn bị cái thiết kế ở trên máy tính nhá. Và bây giờ mình bảo đến giờ đẹp rồi lên TikTok rồi. Thì mình vào Canva trong điện thoại, xong mình nhấn là gì ạ? Đăng lên TikTok một phát thì lập tức nó gì ạ? Nó chuẩn bị tất cả công đoạn, mình chỉ nhấn tiếp phát là đăng xong. Mình cần thì mình viết thêm mấy chữ vào đấy, thế là xong. Anh em thấy hay không? Đó. Đấy là đăng lên TikTok đấy, tức là cái tài liệu nguyên liệu mình để sẵn rồi và để sẵn trên ở đâu ạ? Trên đám mây, mình cũng không cần phải tải về điện thoại, không cần tải về máy tính. Anh em hiểu chỗ này không ạ? Không cần tải về điện thoại, không cần phải tải về máy tính. Việc của mình đó là gì ạ? Đến ngày đến giờ ấy, là mình vào Canva. Được chưa? Vào Canva trên điện thoại. Được chưa? Đấy. Đấy. Vào Canva trên điện thoại, xong rồi mình vào cái dự án mà mình đang làm ấy, vào cái dự án mà mình đang làm ấy, xong rồi mình gì ạ? Mình share. Đấy. Ví dụ như này, vào Canva trên điện thoại, vào dự án của mình, xong rồi mình nhấn share. Được chưa? Mình nhấn share. Đó. Và trong cái nhấn vào share này, chia sẻ này. Được chưa? Trong phần chia sẻ này thì nó có câu hỏi là có muốn đăng lên trên nền tảng mạng xã hội không? Đấy. Mà mình bảo là có muốn đăng thì ngay lập tức là sao ạ? Nó sẽ đăng lên cho mình. Đó. Đây, khi mà nhấn xe này, nhấn xe ở trên này nhé, mình nhấn nút xe ở trên này này, được không ạ? Thì nó có hiện ra cái chữ TikTok ở đây này. Đấy, anh chị em nhìn thấy chữ TikTok đây không? Mình nhấn vào TikTok này. Đấy, thì nó chọn cái page, nó chọn một cái video. Mình có 47 video, ví dụ mình vừa làm 47 video chẳng hạn nhé. Thì bây giờ là gì ạ? Là mình muốn đăng cái video số 2 đi. Được chưa? Mình chọn video số 2 này, mình nhấn tiếp tục này. Đấy. Đấy. Nhấn tiếp tục này. Được chưa? Nó tự động là gì ạ? Tự động render video, tự động chuyển sang TikTok, tự động vào phần mềm đăng. Mình chỉ nhấn tiếp tục 3 cái, 2 cái nữa, thế là mình đăng xong cái video. Không cần phải đào về máy tính, không cần đây, nhảy sang TikTok này. Anh chị em thấy chưa? Bây giờ nó nhảy sang TikTok này. Đấy. Đấy. Đó, thì nó đang tải đây này. Đấy chưa? Đây là TikTok nha. Được chưa? TikTok nha. Mình nhấn vào tiếp này. Thì đoạn này mình có thể ghi vài chữ vào đây. Mình có thể ghi vài chữ vào đây. Xong nhấn tiếp nữa này, không cần ghi cũng được. Thế là đăng xong. Anh chị em thấy không ạ? Đây, nó đã đăng xong rồi này. Đây là đã đăng xong lên trên trang TikTok của mình đây. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Dễ không? Ok nhá. Đấy thì nếu anh chị em nào chưa có tài khoản Canva ấy, thì Huy sẽ cho anh chị em một cái cơ hội, bởi vì là Huy cũng mới mua của một bạn. Mua cái bản Canva này thì Huy cũng đang dùng cái bản Canva đó. Đúng không ạ? Và cái bản này thì Huy dùng được khoảng 2 năm rồi, rất là ok. À, và nó có hai cái dạng tài khoản, một là tài khoản là của sinh viên, một tài khoản của giáo viên. Tài khoản giáo viên ấy thì tối đa mình có thể add thêm được 3.000 sinh viên nữa, đúng không ạ? Tất cả những cái thiết kế pro dùng được hết, đúng không ạ? Dùng được 10 năm, ok không ạ? Thì cái tài khoản giáo viên này thì bây giờ muốn đăng ký không đăng ký được nữa, nó còn khoảng 10 tài khoản thôi, giá nó khoảng độ tầm 900.000. Còn một cái tài khoản nữa, đấy là tài khoản học sinh, sinh viên. Tài khoản sinh viên này thì nó theo chính sách của Canva thì nó sẽ loanh quanh được khoảng độ 1, 2, 3 năm gì đó. Đấy, thì cứ cho là khoảng độ 1 năm đi. Cho khoảng độ 1 năm đi. Thì giá nó khoảng độ tầm 150.000. Đấy, thì thôi. Hôm nay vui vui, anh chị em nào đăng ký thì lấy 100.
anh chị em chuyển khoản luôn thì đăng ký luôn 100.000 một tài khoản dùng khoảng 3 năm gì đó, nói chung là về không có bảo hành, nói bảo hành không bảo hành, nhưng mà anh chị em dùng full tính năng giống như tài khoản pro, đúng không ạ? 100.000 thế thôi, đấy gọi là hỗ trợ anh em thôi chứ còn cái này không có gì cả. Còn anh chị em nào muốn đăng ký tài khoản giáo viên có thể add thêm tối đa 3.000 bạn nữa, nhưng mà không nên add 3.000 bạn. Theo như cái kinh nghiệm của anh, của Huy á, thì mình add tối đa khoảng độ tầm 70 người, còn quá nó sẽ quét sập luôn. Cứ quá, ông nào tham mà quá 70 người là sập, còn dưới 70 người là ngon. Đấy, thì coi như là cái tài khoản đấy mình có thể bán được 70 lần. Mỗi lần mình bán 100.000 thôi, bán rẻ thôi. Ở ngoài kia nó bán 150, mình bán 100 thôi, đúng không ạ? Thì anh chị em kiếm được khoảng độ 7 triệu, đúng không ạ? Thế còn không bán mình đem cho, đem tặng cũng được. Đấy là cái chia sẻ Huy. Thì cái tài khoản đấy là 900.000, còn cái tài khoản mà chia sẻ sinh viên thì là 100.000, được chưa ạ? Ok nhé. Tài khoản sinh viên thì có một cái điểm dở, đấy là cái kiến thức của mình, cái thiết kế của mình ấy, thì là ông giáo viên ông nhìn thấy. Các sinh viên với nhau thì không nhìn thấy, nhưng mà ông giáo viên ông sẽ nhìn thấy tất cả các cái thiết kế của học sinh, sinh viên. Cho nên là có thể có những cái thông tin của mình là sẽ bị lộ ra, hoặc là ông ấy, mình thiết kế xong ông ấy lấy mẹ của mình đi, thì cái điều này là có, đúng không ạ? Cho nên là có cái lợi, có cái hại, tùy anh em gì ạ, ra quyết định nhé. Đấy. À, Huy gửi cái số tài khoản nhé. Đấy. Nãy em chưa nghe rõ tài khoản giáo viên là bao nhiêu vậy anh? 900.000 đấy. Tài khoản giáo viên là 900.000 và số lượng thì có hạn. Đó. Mỗi một giáo viên add tối đa là gì ạ? 3.000 sinh viên. Một giáo viên thì add tối đa 3.000 sinh viên, nhưng theo kinh nghiệm thì không nên add nhiều quá. Add nhiều quá thì nó bị quét, và Canva nó quét và nó khóa luôn cả tài khoản giáo viên luôn. Đấy, cho nên là theo kinh nghiệm của rất nhiều anh em đã đang làm cái Canva này, anh chị em lên mạng search cũng thấy là Canva nó bán rất là rẻ, có thằng bán được 150, 130 gì đó một cái tài khoản Canva, thì đấy là tài khoản sinh viên. Còn cái tài khoản giáo viên thì nó ít nhất nó phải tầm độ 1 triệu trở lên. Đó. Thì tài khoản giáo viên thì tốt nhất là add dưới 70 người. Ok nhé. Đấy, còn anh chị em nào mà đăng ký thì chuyển khoản luôn. Đấy, hôm nay vui vui bán thế thôi, chứ còn bình thường cái bài tài khoản sinh viên là Huy bán là 150, còn tài khoản giáo viên thì Huy bán 1.500.000. Đấy. Hôm nay là gọi là mở bán đầu tiên ở trong cái cộng đồng chat GPT này. Đấy, cho nên là cũng để cái giá ưu đãi cho anh em.